chạy lên là thấy cá khô gì. Lưỡi này là lưỡi lò xo súng nha anh em, mới làm xong cái lô này luôn, chuẩn bị giao cho khách. Xem ngạnh nè, ngạnh với mũi là nhọn quắt con thấy không. Đít này là đít ghép nhưng mà ghép rất là kỹ luôn, đít ghép kỹ hơn ha mình nè. Cái này móng heo và móng heo lai đủ loại trên trong đây nha, anh em nào muốn đặt loại nào thì em làm theo loại đó. Lưỡi này là lưỡi giật nha anh em, lưỡi nào như lưỡi nấy luôn. Cái này xài nồng cỏ, lò xo súng là thép, nó chỉ có một ly 88 thôi nha. Bao dính cá, cá từ 1,5 kg 2 kg đổ xuống là chỉ cần cắn một cái là giật lên là dính. Có nhiều, trong đây có nhiều loại gặm lắm nha anh em, loại gặm thứ này thì mình vừa câu giật mà vừa câu kéo được nha. Đó. Cái này làm lai rồi, vừa câu giật vừa câu kéo được hết. Chỉ cần cá cắn cái là gặm là cắn nhỏ là dính hết nha anh em. Lưỡi nào lưỡi nấy đẹp hết, biết đẹp luôn ha. Hàng gia công tại nhà hết trơn nha. Anh em nào có nhu cầu đặt số lượng lớn hoặc là đặt mua bán lẻ như vậy thì liên hệ cho số điện thoại là 0943 916185 nha anh em. Một lưỡi như vậy là giá 100 nha. Anh em lấy 3 lưỡi thì giá 280 nha anh em. Có đầy đủ loại thép cho nó, loại xo súng, thép trắng, thép đen là đồng giá hết. Em cứ gọi hoặc là gọi cho số điện thoại của em hoặc là liên hệ với cái đường link mà Facebook ở dưới em có để ở dưới phía dưới đó, rồi anh em liên hệ vô đó thì em tư vấn cho. Hoặc là có lò xo lò này lò xo kia hoặc là thép này thép kia gửi lại chỗ địa chỉ của em thì em cũng gia công luôn rồi em gửi lại hàng cho anh em. Trước khi gửi hàng thì em sẽ quay cho anh em xem trước cái clip có hàng đó và em sẽ gửi cho anh em. Gửi câu ba đấu nha. Lô này là chuẩn bị gửi cho khách, mới làm xong, đầy đủ gọng, loại lai, loại cầm già, loại trứng rùa, loại số 3, hành sư tử, đủ loại hết. Rồi anh em cứ liên hệ cho bên em thì em sẽ ship hàng toàn quốc nha, mọi nơi, mọi miền đất nước, Hàn Quốc, Nhật Bản gì cũng ship luôn nha anh em. Đó. Cái này là dài chỉ tầm 5,5 phân nha. Rồi em kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.